Kim Thơ xin kính chào quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với kênh YouTube channel của công ty PFG Nhà ở Mỹ. Và thưa quý vị, hôm nay Thơ và ekip làm phim đã quay trở lại subdivision có tên là Sun Terrace. Và Sun Terrace là một trong những subdivision mà mình gọi là Master Community. Hiện giờ có khoảng trên 31 builder đang nằm ở đây. Và hiện giờ Thơ đang đứng ở cái section này là một trong những cái section của Sun Terrace. Và như quý vị thấy là từ bên trái cho tới bên phải của Thơ, tất cả mỗi cái nhà đều có những cái lá cờ là nhà của Model Home. Thưa quý vị, thì quý vị sẽ nhìn thấy là mình có Village Builder, Lenore Home, rồi Colina Home, KB Home ở bên đây, rồi Brandon Home, rồi Castle Rock. Nghĩa là mình có rất nhiều builder ở đây thưa quý vị. Vì vậy, có lần Thanh nó chia sẻ với quý vị là khi mà về đây Thanh sẽ cố gắng đi càng nhiều builder để biểu diễn cho quý vị xem những cái cảnh, những cái kiểu mẫu của mỗi builder khác nhau. Và tôi hy vọng là có thể đủ sức để làm hết 31 builder. Nhưng mà thôi, vì có rất nhiều builder ở những cái subdivision khác nữa, nên Thơ rất mong rằng mình có thể làm được những gì tốt nhất gửi đến quý vị. Và hôm nay thì Thơ mời quý vị sẽ đi vào cùng với Thơ để xem cái nhà Model Home của Colina Home. Thì cái nhà builder mà Thơ đang đứng ở trước này thì có cái diện tích là 3.200 square feet, nhà 1.5 tầng thưa quý vị. Thì khi quý vị thường nghe là nhà 1 tầng hay nhà 2 tầng, và 1.5 tầng thì giống như thế nào? Bây giờ Thơ mời quý vị cùng theo chân Thơ để bước vào cái nhà Model Home nhé. Mình cùng đi thôi. Thưa quý vị, bây giờ thì Thơ đang ở bên trong của cái căn nhà rồi. Và bây giờ đây là, quý vị nhìn thấy phía sau Thơ là cái cửa ha. Thì Thơ đang đứng ở cái hallway từ cái cửa để bước vào phòng khách. Thì trước khi mình vào phòng khách thì bên tay trái của Thơ sẽ có một cái ngõ để vô thưa quý vị, để mình khám phá ở trong đây sẽ là cái gì nha. Ok. Ở trong đây sẽ có hai phòng ngủ hai bên thưa quý vị. Và nếu quý vị xem những cái video mà Thoa trình diễn với quý vị đó, thì thường thường hai cái phòng thì chắc chắn sẽ có một cái phòng tắm ở chính giữa. Thì bây giờ mình đi vô cái phòng này nha quý vị. Quý vị có thể dùng cái này làm cái study cũng được, hoặc là cái phòng ngủ, hay là mình có thể convert thành cái phòng để thờ phượng hay làm cái một cái gì đó cho quiet, bình yên. Thì cái góc này là cái góc tốt nhất thưa quý vị, và nhìn được ánh sáng ở bên ngoài. Và trước mặt thôi là một cái phòng khác nữa. Thì cái size này nó cũng ngang ngang với cái size của cái phòng mình vừa coi. Thì giữa hai cái là mình có cái phòng tắm mà mình có thể dùng chung. Thì hiện giờ quý vị nhìn thấy thì hơi không có dễ thương giống như những cái nhà model mà mình thấy cái cách trang trí của họ. Vì cái builder này họ dùng cái phòng này để làm, để lựa chọn những cái option ở trong nhà ngay tại đây luôn. Giờ thì quý vị đi cùng với Thoa và nhìn thấy bên tay phải của mình lại có một cái ho đi vô nữa. Thì mình đã có hai phòng ở phía bên đó rồi phải không quý vị? Thì đây là một cái phòng máy giặt máy sấy, và mình có thể để những con thú cưng mà mình nuôi ở trong phòng này chung luôn. Tại cái phòng cũng khá rộng quý vị. Và đây là một cái
vua bát khác ở trong cái nhà, trong cái góc này thì có một cái phòng nhỏ nhỏ, tại vì họ trưng bày cái giường nhỏ thôi quý vị. Nếu cái full bath thì vẫn ok cho cái phòng này, và họ cái phòng này có cái phòng tắm riêng ở phía ngoài, và cái phòng tắm đó cũng có thể dùng cho khách dễ dàng hơn, vì cái phòng này thì rất gần với cái family room, với cái nhà bếp, thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái phòng mà guest có thể dùng. Mà quý vị nhìn thấy, nếu mà quý vị nhìn thấy cái nhà này, quý vị sẽ thấy cái sự trang trí có một cái gì đó khác khác hơn những cái nhà mà tôi vẫn gọi là contemporary. Thì cái cách họ xây thì cũng có cái trần rất là cao và những cái art, cái khớp đẹp lắm quý vị. Nhưng mà họ không có dùng cái tông contemporary là trắng đen, mà họ dùng hơi màu gold. Nếu quý vị nhìn thấy thì quý vị sẽ thấy cái sự trang trí hơi vàng vàng ở những cái góc, những cái cạnh, hoặc là những cái trên cái trần á, quý vị sẽ thấy cái nền màu vàng mà họ trang trí và mix cái màu cũng rất là hay. Và bên tay trái của Thor cũng là một phòng nữa, và cái phòng này thì hiện giờ builder dùng để làm cái study room. Quý vị có thể dùng cái study room cho cái phòng, cho cái nhà của mình, hoặc là mình cũng có thể chuyển lại thành một cái phòng ở trong nhà của mình. Thì hồi nãy giờ thì quý vị đã đi cùng với Thor là 3 phòng ngủ và một cái study room rồi, thì bây giờ là Thor mới bước được vào cái khu trung tâm của cái nhà. Đây là cái center của cái nhà. Thì đây là cái phòng family room. Mặc dù quý vị không nhìn thấy nó thoáng và sáng như những cái nhà khác, nhưng cái kiểu nhà và cái cách trang trí của cái builder này thì họ làm cho mình cảm thấy một cái gì đó nó ấm cúng, nó thân thiện, nó gần gũi hơn. Thì đây là một cái kiểu nhà đối với tôi hơi khác khác so với những cái nhà mà quý vị nhìn thấy trước đây. Và ở bên đây thì cũng có một cái ổ bình, nghĩa là cũng cái nhà bếp ở đây, và mình có thể dùng cái phía này để làm cái breakfast room, cái breakfast table, thay vì mình phải dùng cái bàn ở bên đó. Nếu mà mình sáng dậy mình chỉ ăn sáng gấp thì mình có thể ngồi đây thôi, hoặc là mình có thể dùng cái bàn này cũng là cái bàn ăn trong gia đình, hoặc là những buổi tiệc cùng với nhau. Nhà bếp thì quý vị nhìn thấy, nếu mà quý vị nào mà có phong thủy hay biết về phong thủy thì cái builder này là một trong những cái builder mà khi tôi đi và tôi nói chuyện với cái người salesperson á, thì cô ta rất là rành về cái phong thủy của người châu Á của mình, và cô ta cũng rất là hãnh diện là builder của cô ta xây rất nhiều cái kiểu nhà mà mình không có bị chạm tới phong thủy. Và đây là một trong những cái nhà mà mình không có lo về cái phần phong thủy, vì người châu Á của mình hay nói là nước với lửa là không có đối diện với nhau, trong khi rất nhiều builder của người Mỹ họ thường thường để bếp ở bên đây và cái chỗ mà rửa chén gần vậy thì nó tiện hơn, nhưng mà lại phong thủy của mình lại không thích như vậy. Nên quý vị nhìn thấy ở bên đây là chỗ rửa chén, mà cái bếp là nằm bên tay phải của Thor, và cái cách thay đổi cái kiểu này thì sẽ làm cho cái nhà nhìn khác hơn với những cái nhà mà quý vị nhìn thấy khi mà Thor chiếu cho quý vị xem những cái video của những builder trong Sun Terrace. Và bây giờ thì trước mặt của Thor là sau cái family room là có một cái hallway, và tôi chắc chắn đây là cái phòng master bedroom, vì mình đang ở cuối của cái phần của cái nhà rồi quý vị. Thì bây giờ mình đi vào cái master bedroom để xem thử coi cách họ trang trí như thế nào nha. Rồi, đây là phòng master bedroom. Cái cách họ trang trí cũng rất là dễ thương phải không quý vị? Cũng màu sáng sáng, màu bạc, hơi nhẹ nhẹ, và cũng một cái gì đó có một cái điểm vàng vàng, cái gold. Đây là cái team của họ trong cái nhà này, và thấy cũng hay phải không quý vị? Thường thường ít có bao giờ mình thấy những cái nhà mà họ có những cái đường sơn mà màu vàng. Nhìn trên trần thì quý vị sẽ thấy họ làm những cái sơn đệm vô màu vàng mà nhìn rất là hay. Mà bây giờ thì mình vào cái
Master Bathroom nha. Rất là dễ thương và rất là rộng rãi phải không quý vị? Đây, đây his and her sink. Và chắc chắn quý vị là mình đi mình sẽ không đụng vào buổi sáng, vì cái không gian ở chỗ này tới cái chỗ này rất là rộng. Và cái cách họ làm cái phòng này thì tôi cảm thấy rất là thích, vì mình cảm giác giống như là rộng rãi. Mặc dù cái phòng này không quá rộng lắm đâu, nhưng mà cái cách họ design, cái cách họ khách cái phòng này thì rất là hay. Và họ vẫn có phòng tắm đứng, phòng tắm nằm. Họ bố trí rất là đẹp. Và cái toilet room thì nằm separate ở một bên luôn. Rồi xong mình đi vô cái closet ở đây, cũng có rất nhiều cái shelf và rộng để có thể dùng cho hai vợ chồng. Vào đầu chương trình Thoa có nói với quý vị là cái nhà này họ có 1,5 tầng. Vậy cái nửa tầng là ở đâu nha quý vị? Vì phần lớn giống như hồi nãy giờ quý vị đi cùng với Thoa thì ở dưới đây là mình đã có 4 phòng ở dưới đây rồi. Tất nhiên là nếu một cái nhà bình thường 1 tầng thì là khá đủ 4 phòng và 1 study room. Vì vậy bây giờ nửa cái tầng nữa là như thế nào, bây giờ mình đi xem thử nha. Đây, thường thường mình hay nói là cái nhà mà 1.5 story thì phần ở trên sẽ là cái game room. Đặc biệt là cái rưỡi là lúc nào chắc chắn là cái game room nằm upstairs, rất là dễ thương. Và khi mà vô cái nhà này thì thoát khỏi nói thì quý vị cũng biết là họ design một cái game room rất là hay. Nhìn là biết cái game room rồi phải không quý vị? Đủ kiểu chơi hết. Và nếu mà cái nhà này có gia đình của mấy anh boy ở trong nhà thì chắc có lẽ mình có nhiêu đây là đủ hết rồi đó quý vị. Nhưng đặc biệt, thường thường ở trên đây là game room thôi, nhưng cái builder này lại có 1 phòng nằm ở trên cái tầng này. Bây giờ đi với Thoa vào trong cái phòng để mình xem có rộng không nha. Wow, 1,5 tầng mà ở trên đây có 1 cái phòng. Thật là lý tưởng, tại họ để cái giường nhỏ thôi quý vị, chứ còn full hay là king tôi nghĩ cũng ok trong cái phòng này luôn đó. Và nếu mà mình muốn làm cái này thành một cái master bedroom ở trên đây cũng được nữa, vì tôi nhìn thấy là kế bên cũng có cái phòng, cũng có cái phòng tắm luôn, nên có thể nói ở đây là 1 phòng cộng với 1 cái game room. Vì vậy cái nhà này đối với tôi rất là rộng quý vị. Và builder này thì khi mà nói chuyện để so sánh những cái giá với những builder khác trong subdivision thì tôi thấy cái giá cả của cái builder này rất là phải chăng. Với cái nhà bự như vậy, cái kiểu mẫu như vậy thì khoảng là 450 mấy ngàn, gần 460 quý vị, cho cái nhà có khoảng 5 phòng và 1 cái study room. Và nếu mình muốn biến cái study room thành 1 phòng nữa thì thật là thành 6 phòng luôn đó, cộng với 1 cái game room rất bự và rất lý tưởng. Và cái phòng tắm ở đây cũng vậy, ở bên ngoài để mà mình có thể dùng cho người ở đây hoặc là cho những bạn bè tới ở chơi game room, thì cái phòng này là phòng full bath mà mình có thể dùng rất là rộng. Và từ trên đây thì mình có thể đứng ở đây để ngó xuống cái downstairs ở cái cửa bước vô. Thí dụ như mình có buổi tiệc nào mà tất cả bạn bè mình đang chơi ở đây, nếu ai bước vào thì mình có thể đứng đây và nhìn và say hi được. Nhìn rất là dễ thương ở cái góc này thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng theo chân Thoa để đi xem nhà mẫu của builder có tên là Colina Home. Và tôi hy vọng rằng cái nhà này sẽ cho quý vị một cái cảm giác gì đó khác khác và rất dễ thương, và quý vị cũng sẽ thích để mà xem tiếp tục những cái kiểu nhà khác trong cái subdivision này nữa quý vị. Và builder này á, là họ có những cái giá mà tôi thấy rất là hợp lý, chỉ đi từ mid 300 cho tới mid 500 ngàn. Và cái nhà model home này giống như hồi nãy tôi nói thì cái nhà hoàn tất giống như vậy thì khoảng là 500 560 ngàn, với cái nhà
nếu quý vị dùng hết toàn bộ cái phòng của mình làm cho cái phòng trong cái nhà thì mình có tới khoảng 6 phòng luôn, có cả cái game room nữa, thì cái giá này là rất hợp lý. Và nếu quý vị có nhiều câu hỏi hơn hay bất cứ những câu hỏi gì trong subdivision của Sunterra hoặc là cái nhà mẫu của Colina Home thì xin quý vị đừng có ngần ngại gọi cho công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và thưa quý vị, công ty PFG là một công ty chuyên về địa ốc cũng như về mortgage lending và cũng như là leasing and management. Và khi nói về cái này thì Thuận làm việc với builder, builder cũng cho biết á, là họ bán cho tất cả những người investor ở trong khu này, trong cái khu này luôn. Và khi mà làm việc với những cái investor, họ cũng cho mình đi mượn loan ở phía bên ngoài luôn, thay vì tất cả những builder thường thường họ muốn mình đi theo cái referral lender của họ, nhưng builder này cho mình đi outside lender luôn quý vị. Chỉ là cái sự cho cái allow cái closing cost hơi khác một chút, nhưng quý vị khi quý vị đi ra ngoài được như vậy, quý vị có nhiều cơ hội lựa chọn và tìm cho mình những cái good rate cũng như good closing cost. Và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tìm được một cái nhà trong khu Sun Terrace hoặc là một trong những cái nhà của builder này là Colina Home. Thoa và công ty PFG cảm ơn quý vị rất là nhiều, luôn thương yêu, luôn ủng hộ những chương trình của công ty PFG. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi hay cần giúp bất cứ những vấn đề về địa ốc và tài chính, xin quý vị liên lạc một lần nữa số điện thoại là 713-988-1425. Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật vui vẻ, an lành và bình an. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.